Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Quý Sửu, tháng Canh Tý, năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ, thuộc kim quỹ giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần. Vai ngũ hành, ngũ hành niên mệnh tang đồ mộc, ngày quý sửu tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hùng. Vài nạp âm, tang đồ mộc, kỵ tuổi, đinh mùi, tân mùi, ngày thuộc hành mộc, khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, tân mùi, kỵ dậu, đinh tỵ thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày xỉu, lục hợp với tí, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tuất, hại ngọa, phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi ất mùi, tân mùi, đinh hợi, đinh tỵ, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm ngọ bính ngọ giáp thân, giáp dần. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao địa tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao âm đức, tốt mọi việc, sau phổ hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sau lục hợp, tốt mọi việc, sau kim đường hoàng đạo, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao sáu trong ngày gồm có, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nhân cách, xấu đối với việc giá thú, khởi tạo, sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng tây bắc. Sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tiết 12 quân giáp thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tý, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành lục hợp chưa chở. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay thêm phần suôn sẻ, nhẹ nhàng hơn với bạn tuổi tý vốn bạn tính hòa đồng và nhiệt tình cái điều này giúp cho bạn dù đi đến đâu cũng sẽ nhận được rất nhiều sự yêu quý của mọi người chính vì thế cho nên khi bạn gặp phải những khó khăn bạn luôn nhận được không ít sự giúp đỡ từ những người xung quanh Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi Tý, ngày cuối cùng của năm nhâm dần này, bạn còn đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn có được những cơ hội kinh doanh béo bỡ từ những mối quan hệ mà bạn đã xây dựng vững vàng từ trước đó. Và quan trọng là bạn mệnh sẽ nắm bắt được tới đâu mà thôi. Và nếu như bạn không đủ tự tin, bạn đừng quên hỏi thêm những thông tin từ những người có nhiều kinh nghiệm nữa nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này, chuyện tình cảm của bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, lại không được may mắn như con đường công danh tài lộc của bạn. Tình yêu chưa đủ lớn, cho nên khi xuất hiện rào cản, hai bạn đều mất đi lòng tin về đối phương, khiến cho tình cảm có sự rạn nứt, khó có thể hàn gắn được vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim vận trình công danh sự nghiệp được suôn sẻ nhẹ nhàng tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy luôn nhận được sự giúp đỡ của những người xung quanh tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có nhiều cơ hội kinh doanh từ những mối quan hệ xã giao của mình, từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ, nên hội thêm những thông tin hữu ích từ những người có nhiều kinh nghiệm để tìm ra bước đi phù hợp cho mình. Từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc, tình cảm gặp trục trặc, đôi lứa thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 75, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Từ với tuổi Sửu thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bà tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu phát huy được những thế mạnh vốn có của mình trong công việc. Tuy nhiên, trong ngày này vẫn có một vài vấn đề phát sinh nửa chừng, nhưng nhìn chung bạn vẫn có thể kiểm soát được tình hình bằng tài năng phong phú và cách ứng biến linh hoạt của mình nữa. Và ngày này với bạn tuổi xỉu, đây là thời điểm bạn tập trung cho công việc chính, cũng chính là lúc bạn tỏ ra sức hút vô cùng khó cưỡng, đặc biệt là đối với những người khác phái. Cứ thế, bạn khiến cho không ít trái tim rung rinh mà không hề hay biết. Đào hoa nở rộ bất ngờ, rất có thể đối với những bạn đang còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa phù hợp với mình. Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng của năm nhâm dần này với bà tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thọ khí vượng, cái điều này có thể ảnh hưởng xấu tới vấn đề về sức khỏe của bản mệnh. Bà tuổi Sửu nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất, đừng cố gắng quá sức mà lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình về lâu dài nhé. Vai từ vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, phát huy được những thế mạnh vốn có của mình trong công việc, từ vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, kiểm soát về tình hình bằng cách ứng biến linh hoạt, từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, đào hoa nở rộ bất ngờ đối với những bạn đang còn độc thân, sớm tìm được một nửa phù hợp, từ vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, chú ý chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn, từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, nên ăn uống, nghỉ ngơi điều độ. Về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 69, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh làm cho bạn đang có được những tin vui về phương diện tài lộc của bạn trong ngày hôm nay ngày này với bạn tuổi dần đang có được tiền bạc rụng rỉnh hết rồi lại có không còn phải đắn đo lo lắng quá nhiều như trước nữa nếu như thời điểm này với bạn đang có hứng thú với những dự án về đầu tư hay là kinh doanh nào đó thì bạn có thể thử sức nửa bạn tuổi dần nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi dần, bạn nên lưu ý cần phải tìm hiểu những thông tin kỹ càng trước khi đổ tiền vào đầu tư. Đừng có vì nghe lời dụ dọ của người khác hay là quyết định vội vàng vì tham cái lợi trước mắt mà tiền mất tật mang. Với bạn tuổi dần, hãy sử dụng những kinh nghiệm trong quá khứ cũng như là đầu óc phán đoán nhanh nhạy để tránh phạm phải những sai lầm tai hại với mình nhé. Và xem tử vi ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần cũng cho chúng ta thấy là bạn đang gặp ngày có thổ xung khắc với mộc cái điều này khiến cho chuyện tình cảm đôi lứa đang có sự khắc khẩu bởi những mâu thuẫn hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày. Và dường như hai bạn chỉ cần cái cớ để xả hết những cơn bực tức ở trong lòng ra. Và với bạn từ dần, chớ để mọi chuyện đi quá xa, kéo rạn nứt rất khó hàn gắn trong chuyện tình cảm đó bạn nhé vài tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tiền bạc được dũng rĩnh hết rồi lại có tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có thể mạnh dạn thử sức trong các dự án đầu tư kinh doanh tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ trở nên vội vàng nghe theo lời dụ dỗ mà đưa ra những quyết định vội vàng liên quan tới vấn đề về tiền bạc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên dùng kinh nghiệm tích lũy để đánh phạm phải những sai lầm đáng tiếc từ vê tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim đôi lứa thường xuyên xảy ra mâu thuẫn khắc khẩu với nhau và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 24 số 56 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cá tường màu đen màu trắng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mão, tuổi mùi. Từ với tuổi mão thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão, cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay có nhiều sự khởi sắc. Với bà tuổi mão, cái việc kinh doanh buôn bán của bạn trong ngày hôm nay vô cùng là hanh thông, thuận lợi. Sau tất cả những nỗ lực vừa qua và đã đến lúc bạn tuổi mão thoải mái tận hưởng thành quả do chính mình tạo ra nữa rồi. Và ngày này với bạn tuổi mão đối với những bạn kinh doanh, buôn bán thì hàng hóa được lưu thông trôi chảy, khách hàng mới, khách hàng cũ cũng nườm nượp tới. Cùng bởi bạn đã biết xây dựng được thương hiệu uy tín để giữ chân khách hàng cũ và thu hút thêm nhiều người mới. Với bạn tuổi mão cũng đừng quên thường xuyên tìm hiểu nhu cầu của thị trường để đa dạng hóa hàng hóa, tăng thêm lợi nhuận cho mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng của năm nhâm dần này với ba tuổi mão lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này gây nên không ít sóng gió trong chuyện tình cảm của bạn ngày hôm nay. Cả bạn và người ấy đều có những nghi ngờ ở trong lòng. Nhưng thay vì chọn cách trò chuyện thẳng thắn với nhau, hai bạn lại dựa ở trong lòng. Và để cho những suy diện chia mở lý trí, mâu thuẫn cứ thế nổ ra linh minh nữa về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi suôn sẻ tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa được thoải mái tận hưởng thành quả do chính bàn tay mình làm ra tử vi tuổi kỵ mão thuộc mệnh thổ biết cách xây dựng được thương hiệu uy tín để giữ chân khách hàng tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc đừng quên thường xuyên tìm hiểu về nhu cầu thị hiếu của thị trường để đa dạng hóa hàng hóa tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tình cảm có nhiều sóng gió chớ để những suy diễn của mình chia mờ lý trí. Về đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 73, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất, Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là với bà tuổi thìn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xíu mùi. Cái điều này làm cho bà tuổi thìn cần phải hết sức thận trọng nhòm trước ngó sau tính toán cho kỹ càng để tránh những sai suất có thể xảy ra với mình trong ngày tiểu nhân vận của bạn trong ngày hôm nay khá lớn chỉ một phút lơ là cũng tạo điều kiện cho những kẻ tiểu nhân nắm thuốc và gây khó dễ cho bạn nữa nhé hơn nữa, về phương diện tình cảm của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, các chuyện tình cảm của bạn với người ấy cũng không được như ý. Điều này khiến cho tinh thần của bạn vô cùng là chán trường và uể oải Người ấy trách móc vì bạn ít dành thời gian quan tâm tới cảm xúc của người ta, trong khi bạn chỉ muốn đối phương hiểu và thông cảm cho những khó khăn hiện tại mà bạn đang phải đối mặt. Sự căng thẳng lần này khiến cho mối quan hệ của cả hai lâm vào thế bí nữa rồi và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm Tân Sửu với bà tuổi Thìn đang phải chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Thiên Ôn, sao Nhân Cách, sao Trùng Tang, sao Trùng Phục, sao Tam Tang. Vì vậy, trong ngày hôm nay bạn không nên thực hiện những công việc quan trọng để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình nhé. Và trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ cũng không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa làm gì cũng phải hết sức thận trọng tính toán cho kỹ càng tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ đề phòng tiểu nhân rình rập tìm cách gây khó rẽ. tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc tinh thần chán trường, uể oải vì chuyện tình cảm không được như ý muốn. Từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, hờn ghen, trách máu chỉ khiến cho mối quan hệ rơi vào thế bí. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy đánh tác động vào các vị trí thai thần trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 86, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tụi tí, tụi thân, tụi giàu. tuổi tí, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi tỵ thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sự phù trợ cái điều này làm cho bạn đang có được báo hiệu trong ngày hôm nay rất vượng vận về quý nhân các mối quan hệ giá giao của bạn ngày càng được tốt đẹp thúc đẩy công việc của bạn được trôi chảy hơn sự nghiệp được tăng tín hơn nữa và với bà thủ Tị, có thể sẽ được giao đảm nhiệm những trọng trách mới tuy là khó khăn nhưng cũng lại là cơ hội để cho bạn khẳng định giá trị của bản thân ghi được dấu ấn bản thân trong tập thể nữa nhé lại thêm trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh, lời khen ngợi của cấp trên chính là động lực để cho bạn làm việc hết mình trong ngày hôm nay và nhân đà này bạn mệnh tuổi tỵ cần phải cố gắng hơn nữa để khẳng định năng lực của bản thân mình, có như vậy con đường thăng tín của bạn mới thêm phần bằng phẳng hơn nhé. Và trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày cô hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này rất có lợi cho những bạn đang còn độc thân, cầu về tình duyên. Và đã tới lúc bạn để cho vết thương ở trong lòng trôi vào quá khứ, không để cho nó ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình nữa rồi. Có như vậy trái tim của bạn mới có thể rung động và tìm được hạnh phúc đích thực cho mình nữa nhé. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa vượng vận về quý nhân các mối quan hệ xã giao được tốt đẹp tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ công việc được trôn trải sự nghiệp được thăng tín tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc được giao cho nhiều trọng trách quan trọng có được cơ hội thể hiện bản thân mình từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim lời khen ngợi của cấp trên chính là động lực để cho bạn làm việc hết mình từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đối với những với những bạn đang còn độc thân nên để cho vết thương lòng trôi vào quá khứ về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 91, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Tử vi tuổi ngọ thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tử ngọa đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tương hại làm cho bạn đang có điểm báo gặp phải không ít những chuyện rắc rối phức tạp trong ngày hôm nay và hầu hết đều là do những lời thị phi của những kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ với bạn gây ra dù biết chuyện chỉ là tin đồn đoán vô căn cứ nhưng với bạn tử ngọa không thể chịu nổi dễ bị những điều đó làm lay động tâm trí nữa Hôm nay với bạn tuổi ngọ là ngày mà với bạn rất dễ bị kích động, thậm chí là trở thành người ngang ngược khi thấy ai đó có ý kiến trái chiều với mình. Và mọi người có một quan điểm riêng biệt với bạn tuổi ngọ có thể tranh luận để đôi bên hiểu được ý tưởng của nhau, nhưng phải cần hết sức bình tĩnh, tránh biến thành cuộc cãi vã gay gắt sẽ ảnh hưởng tới hòa khí chung nhá Bù lại, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ giải quyết được những khúc mắc trong chuyện tình cảm cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy đang có những vấn đề chưa thể thỏa thuận được với nhau thì ngày hôm nay đã tìm ra được cách dung hòa cho cả hai hóa giải được những hiểu lầm không đáng có về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tiểu nhân gây chuyện thị phi khiến cho mọi chuyện rắc rối phức tạp từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy dễ bị những lời đồn đoán vô căn cứ làm lay động tâm trí từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa dễ bị kích động khi thấy ai đó có ý kiến trái chiều với mình từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ tránh biến tranh luận thành xảy ra tranh cãi gay gắt ảnh hưởng tới hòa khí chung từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc giải quyết được những khúc mắc trong chuyện tình cảm và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 14 số 81 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường màu tím màu da cam quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi tuổi tốt Từ với tuổi mùi, thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là bà tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi và đây là nguyên nhân chủ yếu gây nên những rạn nứt trong chuyện tình cảm gia đình của bạn trong ngày hôm nay. Vợ chồng thiếu đi sự chia sẻ, không thực sự thông cảm với những nỗi niềm của nhau, cho nên không khí gia đình rất nặng nề và căng thẳng. Với những mâu thuẫn tiếp tục kéo dài, rất dễ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân của bạn. Vì vậy với bà tuổi Mùi, hãy nhanh chóng tìm cách hâm nóng lại cuộc hôn nhân của mình, trước khi quá muộn có thể bắt đầu bằng việc dành thêm thời gian cho người ấy bà tuổi Mùi nhé trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn có được những niềm vui hiếm hoi trong ngày hôm nay khi công việc của bạn gặp được nhiều thuận lợi tinh thần làm việc của bạn nhờ thế mà cũng vững vàng căn cứ vào những kế hoạch lập trình sẵn trước đó cứ như thế mà tiến hành thì không còn gặp bất cứ trở ngại nào cả về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, tình cảm gia đình có sự dạn vỡ do thiếu đi sự quan tâm, chia sẻ. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, không khí gia đình nặng nề, căng thẳng. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, đề phòng có kẻ thứ ba xuất hiện khi mâu thuẫn kéo dài. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ nên nhanh chóng tìm cách hâm nóng lại của hôn nhân. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, công việc được thuận lợi, tinh thần làm việc hăng hái. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 63, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn, tuổi tỵ.

xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh làm cho bạn đang có điểm báo họa phá tài đang đến rất gần với bạn trong ngày hôm nay và tốt nhất là bạn mệnh tuổi thân nên thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh trong ngày hôm nay đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin nghe theo những lời của người khác đến lúc mất tiền có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi bạn tuổi thân nhé và ngày thứ sáu này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này cho thấy bạn mệnh đang có được những khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình, bên những người thân yêu của mình. Bộ qua những mâu thuẫn, cãi vã trước đó để được tận hưởng một ngày êm đềm bên nhau. Có điều ạ, trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân lại chẳng được thuận buồm xuôi gió trong chuyện tình cảm như vậy. Khoảng cách giữa bạn và người mà bạn thầm mến khó xóa nhòa khiến cho bạn vô cùng bất rứt nhưng cậu không biết phải làm sao nữa xem tử vi cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì trong ngày này không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Và ngày này với bà tuổi thân, đó, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hệ thần, hướng đông nam và tài thần hướng Tây Bắc, đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Về từ vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, cần phải hết sức thận trọng trong việc đầu tư và kinh doanh trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, cẩn thận với con đường tài lộc khi bạn đang có điểm báo phá tài. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, có được những khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ bên gia đình, từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin, từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, đối với những bạn đang còn độc thân, chưa tìm ra được cách rút ngắn khoảng cách với người ấy. và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 25, số 57, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi dậu thứ sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi dậu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Tị dậu xỉu phù trợ cái điều này mang tới cho bạn tuổi dậu có được nhiều cơ hội làm ăn rất thuận buồm xuôi gió và ngày này với bạn tuổi dậu bạn mệnh sẽ được người quen đối tác lâu năm giới thiệu cho cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh sẽ có lợi khá nhiều cho bản thân mình trong ngày hôm nay nữa với bạn tuổi dậu cũng đừng có chần chừ quá lâu mà để cho thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc nhé lại thêm trong ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu đang gặp được ngày của tỷ kim tụ khí cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi dậu trở nên quyết đoán hơn trong những lúc cần phải lựa chọn bạn biết mình muốn gì và cần phải làm gì để đạt được mục đích của mình bạn hãy cứ tự tin vào năng lực của chính mình rồi bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáng mà thôi và trong ngày cuối cùng của năm Tân Sửu này với bạn tứ Dậu, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này sẽ giúp cho bạn xóa nhòa được những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm vợ chồng khi cả hai đều biết được sự chia sẻ, gắn kết, không khí gia đình có được sự hòa hợp và hạnh phúc. Còn đối với những bạn đang còn độc thân, vận đào hoa vượng, đi xa hay là gần, đều có vệ tinh vây xung quanh, bạn có khả năng tìm được một nửa phù hợp với mình là rất cao nữa nhé. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy được người khuyên giới thiệu cho cơ hội tốt để đầu tư kinh doanh. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có được nhiều cơ hội làm ăn thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có được sự quyết đoán hơn trong những lúc cần phải lựa chọn. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc đừng có chần chừ quá lâu mà để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng được xóa nhòa. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 33, số 88, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Từ với tuổi tốt thứ 6 ngày 31 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà Tử Tuất, cho chúng ta thấy là bạn Tử Tuất đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho bạn tuổi tuất có được những cơ hội mới để cho bản mệnh có thể thăng tín trên con đường công danh, sự nghiệp với mình. Với bà tuổi tốt, hãy nắm bắt lấy cơ hội đúng lúc và đừng có ngần ngại, thử sức ở những lĩnh vực mới mỉa. Cho dù bạn có vấp phải những trở ngại đi chăng nữa thì cái mà bạn nhận được đó là những kinh nghiệm quý báu dành cho mình nhé. Và trong ngày này với mặt tuổi tốt, dù có mãi mê lua cho công việc đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng nên dành thời gian để quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Việc thiếu đi sự chia sẻ, tâm sự với nhau có thể vô tình tạo ra khoảng cách giữa vợ và chồng, đe dọa tới hạnh phúc gia đình, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào nữa. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm Tân Sửu theo hải thượng là ông ngày này nhân thần nằm ở cổ tay phía trong đùi và âm hộ vì vậy với bạn tuổi tuất nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm chích ở các vị trí này nhé vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa đừng có ngần ngại thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ có được cơ hội thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp với mình. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên dành thêm thời gian để quan tâm tới gia đình. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim đừng có sợ vấp ngã vì dù sao bạn vẫn nhận được đó là kinh nghiệm quý báu. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy việc thiếu đi sự chia sẻ có thể vô tình tạo ra khoảng cách giữa hai vợ chồng. Và đánh giá của bạn thứ tuất trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao, con số may mắn, số 14, số 71, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ vi tuổi hỏi thứ 6, ngày 31 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo có thể gặp phải những khó khăn trở ngại trong việc phát huy thế mạnh của mình khiến cho bạn phải gặp nhiều sóng gió trong ngày hôm nay mặc dù với bà tuổi hợi có nhiều ý tưởng độc đáo nhưng bản mệnh lại không được thỏa sức để thực hiện, chưa thuyết phục được cấp trên, có tiểu nhân quấy phá, nói điều giảm pha khiến cho bạn bị nghi ngờ, phủ nhận về năng lực của mình nữa nhé. Và ngày này với bà tuổi hợi, tốt nhất là bạn nên tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bộ ở chốn công sở để không vô tình rước họa thị phi vào mình. Chỉ vì một vài lời nói lúc mất bình tĩnh, hơn nữa nếu như bị người khác đưa đẩy tới tai cấp trên thì sự tình sẽ lại càng đẩy đi xa hơn nữa, rắc rối, khó đủ đường nhé. Và trong ngày cuối cùng của năm tân sửu này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc, cái điều này khiến cho vận trình tình cảm của bạn không được tốt cho lắm. Mâu thuẫn giữa các cặp đôi ngày càng lớn và tần suất lặp đi lặp lại càng nhiều lần. Nếu như bạn không dành thời gian để điều chỉnh lại, e rằng mối quan hệ này của hai bạn càng ngày càng đi vào bế tắc nhé. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa không được thỏa sức thực hiện những ý tưởng độc đáo của mình. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ gặp khó khăn trong việc phát huy thế mạnh khiến cho công việc gặp nhiều trở ngại. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên tránh những cuộc tranh luận vô bộ ở chốn công sở. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có thể phủ nhận về năng lực do tiểu nhân gây họa dèm pha. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy vận trình tình cảm đi xuống mâu thuận giữa các cặp đôi ngày càng lớn. Về đánh giá của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 69, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu trắng của nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tuất, tuổi hợi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.